Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh điện tử Tuấn Thắm Video. Như các bác đã biết thì bên kênh em Tuấn thì chuyên giao lưu và mua bán các dòng đài radio cassette cũng như là một số dòng TV đen trắng nhé. Và sau đây thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài thuộc dòng JVC và nó có model là PCW47 hay chúng ta còn gọi là JVC W47. Đây là một cái JVC 47 màu đen, một cái màu cũng khá là dễ sử dụng. Rất nhiều người thích cái dòng đài JVC W47 này. Nó có hai cái đặc điểm. Thứ nhất là nó có cái thiết kế chiều dài đài và vuông vức rất là đẹp mắt. Thứ hai là nó có cái chất âm, mà chất âm nó đặc trưng của dòng JVC đó chính là tiếng rất là nhẹ nhàng, mảnh mai và tiếng mộc cho ra chất âm khi chúng ta chơi cassette thì tiếng rất là hay. Và có một cả chức năng line in, aux cho các bác có thể là mở rộng thiết lập những cái kết nối như là bluetooth hoặc là điện thoại, TV, máy tính, rất là ok. Và sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu chi tiết về phần thân vỏ cũng như hoạt động của chiếc đài. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón xem nhé. Và đây là phần loa bên phải. Về phần nóc loa thì cũng có bị chảy xước, cũng như là theo năm tháng có thỉnh thoảng có những có cái vết chảy hoặc là những cái vết này như thế này nè, có thể là tàn thuốc lá hoặc gì đó. Thế nhưng mà về thân vỏ là không hề bị vỡ dập nhé các bác nhé, không hề chắp ghép lắp vá một tí nào cả. Đấy, đây, theo năm tháng thì không thể tránh khỏi, và quan điểm của em Tuấn là để nguyên, không có sơn lại. Nếu mà em mà đánh đi mà chúng ta sẽ bả ma tít vào đây và sơn lại thì nó sẽ mất cái giá trị nguyên bản của cái đài. Tuy nó có nhìn có thể là nó hơi bị xước sát, nhưng mà đó chính là cái năm tháng của chúng ta, cái bụi mờ năm tháng, dấu vết năm tháng nó để lại thì chúng ta cũng để nguyên và nó sẽ có giá trị cao hơn là một cái đài nó mung má lại. Anten zin nhá, anten đang còn rất là đẹp, quai sách zin hai bên chrome này, rất là sáng. Và chúng ta sẽ có một cái logo model nằm ở đây, PCW47. Ba cái núm nút trên này thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái nút này thôi. Đây là bốn cái băng tần của radio, có FM, SW2, FW1 và AM ở cuối cùng nhá. Cái này là fine tuning, là dò sóng chi tiết. Còn này là FM, smooth, mono và stereo. Đấy, đây là em Tuấn chỉ có lo sơ qua thôi đây. Đài vẫn đang còn hơi bị bẩn, hơi bị dơ một xíu. Các bác về lấy khăn ẩm lau là nó sẽ rất là sạch. Đây là mặt cục giữa các bác nhá. Đấy, tất cả các núm nút là còn nguyên bản theo đài và chưa bị lai tạp hay lai căng ở một cái đài khác sang. Đấy, chúng ta sẽ có một cái miếng logo Meca dò sóng này, chữ nghĩa vẫn đang còn rất là đẹp, có cái chỉ đỏ nó sẽ kẻ sang, nhìn nó rất là sang đúng không ạ. Đấy, bên này chúng ta sẽ có một cái núm rùa dò sóng ở đây nhá. Ở đây chúng ta sẽ có hai cửa băng zin nhá. Meca vẫn đang còn rất là trong này, rất là đẹp và rất là đều nhau. Đấy, bên này là sẽ nằm gần gạt equalizer cho chúng ta chỉnh chế độ bát trung tép nghe theo cái tai của mình. Ở đây là tổ hợp phím của phần băng dây. Đấy, các bác để ý cái phần mạ chrome này, nó rất là đều nhau đúng không ạ? Đây, kể cả những mạ chrome trên những cần gạt này. Rồi những cái phần cần mạ chrome ở trên các nút gạt đây cũng vậy nhá. Chúng ta sẽ có các nút gạt chức năng này. Volume to nhỏ này, đây, to nhỏ này. Volume cân loa trái phải, để giữa sẽ là hai loa. Và chúng ta sẽ có một nút nguồn ở đây. Bật là nó sẽ lên đỏ đây, báo hiệu là power, là đèn nguồn các bác nhé. Đây là mặt loa bên trái. Chúng ta thấy cái phần chrome phía trong cũng như là quả bát ở trong nhìn vẫn rất là đẹp đúng không ạ. Phần chrome ở trên này thì cũng theo năm tháng này. Đấy, nó cũng có bị mờ một xíu nhưng mà vẫn đang còn zin nguyên bản hết. Vào cái phần căng sắt này, nó đang còn rất là đẹp. Và chúng ta sẽ quan sát qua phần loa bên phải cũng vậy đúng không ạ. Đấy, tất cả cái quả bát ở trong này vẫn đang còn rất là vàng, và cái phần chrome rất là đều nhau. Và chúng ta sẽ để ý đấy, phần từ xa này chúng ta nhìn sẽ rất là cân đối, nó không hề bị lai tạp từ cặp loa nọ sang cặp loa kia, hoặc là từ chiếc đài nọ lắp sang chiếc đài kia. Ok, và chúng ta sẽ quan sát vào phía đằng sau, tất cả đều đang rất là lành lặn và rất là sạch sẽ, dây rắc đầy đủ, rắc line in các bác nhá, rắc loa, lắp pin zin này, rất là đẹp, rắc nguồn. Loa bên phải chúng ta sẽ có một cái tem thông số ở đây. Đấy, ghi là model PCW47U.
Ok, và chúng ta sẽ mời các bác, chúng ta sẽ test qua cái phần chức năng của băng nhé. Chúng ta sẽ test chức năng cửa A trước này. Tình cờ nên mới biết dưới sông là lối dấu xa vời, vẫn lạc diêu ta tìm lối dưới chân đồi, gió bên sông từ núi đến với nhau thầm nói đến với em và tôi sống chung trên đời. Sẽ thấy giờ khổ và nắng cháy, có tiếng la hoa thầm khẽ nói hãy đón lấy em và tôi, nắng ấm với mùa buồn trong tôi, đất nước đã không ngờ chậm nôi. Ok, và chúng ta sẽ test qua phần chức năng của cửa B nhé. Đời em bên tôi, người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc đường chân trên cũng vừa tiếp thu vùng hoa ngu bóng xưa mơ cát đầy, gió lên từng chiều vàng nàng xoa tóc trên biển xa. Ok, hai cửa băng chạy khá là tốt và tiếng cũng rất là sáng đúng không ạ? Và em Tuấn sẽ test qua phần radio. Em sẽ kéo anten lên nhé. Ở chỗ em Tuấn thì lúc nào cũng vậy, bật rất là nhiều đèn led nên để quay cho các bác nhìn rõ, và nó cũng ảnh hưởng đến phần nào về cái phần cái chất sóng của FM. Em sẽ test FM trước nhá. FM trước rồi. Và sau phần trò chuyện rất là nét. Chị Hà là mẹ của bé Trang Uyên thì có lẽ là bây giờ bé cũng đang rất nóng lòng để có thể giao lưu với các thính giả rồi đấy ạ. Tiếng rất là sáng và ấm đúng không ạ? Để hiểu hơn về nhân vật thứ hai, chúng ta nghe tiếng radio này, rất là hay. Quý vị và các bạn thân mến, Tùng tiếng Lâm rất là hay. Trang Uyên thì đang có mặt trong một phòng thu khác để nhân vật của chúng. Dỗ cái sẹo đi cho vâng. Và một thính giả khác thì ở Kim Môn, Hải Dương gửi câu hỏi đến chương trình ạ, là thưa bác sĩ, mới đây tôi biết mình bị u tuyến giáp nhân hỗn hợp kích thước là 7. Khoan cho ta, một chủ tướng như ta phải lo cho đại cuộc. Nếu ngày nào ông Chỉnh còn đứng dưới cờ Tây Sơn, nói sao nhỉ? Cả sang bên phải là ai em các bác nhé? Công khiến cho kẻ khác phải lạnh người, chứ không phải ta dùng ông Chỉnh như người chơi với kiếm sắc sao? Nhưng ta vẫn băn khoăn, tại sao ông năm lần? Giờ chúng ta cùng ôn lại những câu trọng điểm. Một, bắt rất là nét. Chúng ta sẽ chỉ định mổ trong trường hợp là nhân tuyến giáp ác tính hay là có nguy cơ cao là tiến triển thành ung thư, hoặc là nhân tuyến giáp. Ok, và em Tuấn sẽ test đến cái chức năng cuối cùng là chức năng line in nhé. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng gạt cái nút chức năng này về giữa. Chúng ta để bên trái nó sẽ là băng dây, bên phải nó sẽ là radio, và ở giữa nó sẽ là aux. Và chúng ta chỉ việc cắm điện thoại vào thôi, và chúng ta nghe những cái bài nhạc qua các thiết bị mở rộng. Ở đây em Tuấn sẽ cắm vào điện thoại và nghe một bài đoạn nhạc nhé. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức. Bác lưu ý khi chúng ta mở đài, bất kỳ một chiếc đài nào cũng vậy, thì chúng ta sẽ mở cái volume của điện thoại nó sẽ nhỏ lại một xíu, thì chúng ta sẽ mở cái volume này lên thì nó sẽ rất là bảo vệ cho phần loa cũng như là phần mạch công suất ở trong đài nhé.
Ok. Và em Tuấn cũng xin phép được dừng cái video test chiếc đài JVC PCVK47 màu đen ở đây. Và đây là một cái đài cũng có cái thời gian sản xuất cũng khá là lâu năm rồi, khoảng 40 năm rồi, và cái độ mới thì nó cũng theo thời gian. Thế nhưng mà nó đang hoạt động rất là tốt, các chức năng và tiếng âm thanh của nó rất là hay. Các bác cũng đã vừa nghe rồi. Và giá thì em đang giao lưu với giá rất là tốt nhá, chỉ có 2.200.000 đồng thôi. Giá trên là em đã bao gồm cái phí ship toàn quốc, cũng như là tặng các bác hai cuốn băng trị giá 200.000 đồng và dây rắc đầy đủ cho các bác về chỉ việc chơi thôi. Nếu bác nào mà không lấy băng thì em sẽ trừ đi 200.000 đồng. Và mọi chi tiết các bác xin liên hệ theo số điện thoại 0822 111 444 nhé. Số điện thoại trên là số chính chủ của em, và địa chỉ của em là ở xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Mọi chi tiết các bác có thể liên hệ, gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin, hoặc là kết bạn Zalo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.